So với trước đây, thôn nhà thay đổi nhiều lắm. Đời sống vật chất và tinh thần của người dân được nâng lên đáng kể. Người dân rất là phấn khởi. Tức là so sánh với cái đường hồi trước với đường giờ á, thì nói chung là hắn cấp biết bao nhiêu lần. Giờ hắn lớn, đẹp, mỗi son con. Tức là con em đi học hắn cũng đổ bổ. Trong vấn đề còn với là lưu thông này tốt đó là nó nói chung cái bộ mặt của xã hội đó rõ ràng, hắn đi lên rất rõ rồi. Tôi chưa bao giờ là nghĩ là sẽ thoát nghèo được. Lớn lên thì cũng đã từng đi làm ở phương xa, nhưng mà tính ra thì ở đâu không ở đâu bạn quê hương đất của mình hết. Bây giờ mình đã có của mình, nhưng mà mình muốn biết cái thoát, biết tận dụng nó thì nó sẽ hiệu quả. Thì mình muốn đem lại cái hiệu quả để tay của mình đã có mình. Thưa quý vị, thôn Lạc Câu, xã Bình Dương, huyện Thăng Bình, nếp mình bên con sông Trường Giang. Trong chiến tranh, nơi đây là vùng đất ác liệt. Có những địa danh gắn liền với câu chuyện lịch sử mà bất cứ ai nghe qua cũng phải rưng rưng, đau xót. Cảng Trầm là một trong số đó. Trải qua biết bao đau thương, người dân Lạc Câu càng thêm dạn dày trước những khó khăn, thử thách. Cố gắng giữ gìn và bảo tồn những truyền thống cha ông để lại, đồng thời không ngại học hỏi và sáng tạo để mang đến diện mạo mới cho nông thôn là điều mà thôn nhà đang hướng đến. Lạc Câu là thôn vùng đồng trũng thấp, diện tích tự nhiên của thôn là 470 ha, dân số là 585 hộ với 1.815 nhân khẩu. Thôn có chiều dài 4 km, chạy dọc theo sông Trường Giang. Người dân nơi đây sống dựa vào nông nghiệp cùng khai thác đánh bắt hải sản. Nhờ chịu thương, chịu khó, cùng với đó mạnh dạn chuyển đổi cơ cấu giống cây trồng, áp dụng cơ giới hóa, tiến bộ khoa học kỹ thuật vào trong sản xuất mà thu nhập của người dân dần được tăng lên. Đáng mừng, đến nay toàn thôn không còn hộ nghèo, thu nhập bình quân đầu người năm 2020 là 45 triệu đồng mỗi người một năm. Sự học theo đó càng được quan tâm. Chuyện gia đình có tất cả các con đều theo học đại học ở làng quê này không còn là điều hiếm thấy. Trước thấy thì cũng nhờ sự giúp đỡ của chính quyền địa phương và cùng có cấp ví dụ đơn ủy rồi đó, nói chung hội phụ nữ xã huyện rồi đó cũng giúp đỡ cho cô. Thì mấy năm trước thì cũng khó khăn thiệt, cái đến khi mà gần đây đó thì cô thấy kiểu gia đình có một cháu ra trường nè thì cũng tha tháng rồi, thì cô kia thôi trừ lùm đơn nó xin sốt nghèo, nó nhiều người cũng còn khổ hơn mình, thì từ đó thì cũng vất vả lắm, nhưng mà cô phải vươn lên chính mình để tiếp tục cho mấy cháu ăn khác đến nay đến cháu nào cũng gần đến nay rồi đó. Về Lạc Câu hôm nay, những con đường đất đỏ lầy lội, khói bụi mịt mù đã được thay ống mới. Đi trên con đường cứng hóa bê tông không chỉ là niềm vui mà còn xen lẫn niềm tự hào. Bởi đây là con đường của lòng dân, của tinh thần đoàn kết và sự quyết tâm xây dựng khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu của bà con huyện mình. Là hồi trước đây là con cái đường từ dưới kia lên đây á là 40 mấy. Nhưng mà còn cái vấn đề là lồn cái tường rồ hết 50 triệu mấy cái chưa được năm, cho nên nó là bố cũng phải là cố gắng, tức là cũng phán đáo với nhà nước hiến để lồn một cái đường cho nó đẹp. Mình nghĩ về cái bộ mặt của xã hội, mình nghĩ về cái đất nước mình đi lên, cho nên đó là
dù cho đi nữa là cái đường này là cái đường là không có đền bù, nhưng mà dân nhà nước cùng lòng hỗ trợ phá gỡ tường rồ để có một con đường song song. Đó là trách nhiệm của mỗi người dân sau này là tương lai cho con cháu sau này. Không chỉ ông Hải mà nhiều người dân khác ở thôn Lạc Câu đã tự nguyện hiến khoảng 10.000 mét vuông đất cùng vật kiến trúc trên đất trị giá hơn 1,5 tỷ đồng để hoàn thành tuyến đường DH qua thôn dài 4 km, tổng vốn đầu tư 10 tỷ đồng. Hiện nay, toàn bộ đường trục chính và đường ngõ xóm của thôn Lạc Câu có mặt đường sạch, không lầy lội và đảm bảo không ứ đọng nước vào mùa mưa, đảm bảo nhu cầu đi lại của nhân dân. Đặc biệt, mỗi trục đường thôn đều được các chi hội đoàn thể trong thôn đảm nhận chăm sóc. Mỗi đoạn đường ngang qua nhà dân đều được các hộ gia đình giữ gìn vệ sinh môi trường, đảm bảo sạch đẹp. Từng có thời gian, người thanh niên này cùng nhiều chàng trai trẻ trong thôn rời quê để ra phố mưu sinh. Bao nhiêu năm với nhiều ngành nghề khác nhau, anh nhận ra không đâu bằng quê hương mình. Trên diện tích 6.000 m2, khu vườn của anh Nguyễn Kim được thành hình với con cá là chủ đạo. Từ đó tận dụng nguồn nước nuôi cá để trồng rau. Rau vừa để bán, vừa làm nguồn thức ăn cho gà, vịt, nhông. Mình phải tạo lại cho cái vườn của mình có màu xanh, mình tạo lại kinh tế. Thì cái đẹp nhất bây giờ đó là mỗi người nhìn thấy và đã quay về cái mảnh đất này, đã lồm, đã dọn, đã trồng những cái cây thua cây sáng để mà cho cái vườn nó tươi tốt lại. Vì nhiều năm người ta bỏ quên rồi. Bây giờ là người ta nhìn mình, người ta thấy mình làm được, thì người ta quay về là đó là niềm vui của mình, nhất của mình. Bây giờ mình đã có của mình, nhưng mà mình muốn biết khai thác, biết tận dụng nó thì nó sẽ hiệu quả. Mình muốn đem lại cái hiệu quả kinh tế trên cái mảnh đất, chính đất của mình. Nếu đã từng một lần đến với thôn Lạc Câu thì chắc hẳn quý vị sẽ rất ấn tượng với những khu vườn mẫu như thế này. Không chỉ tạo cảnh quan xanh sạch đẹp mà còn đem lại giá trị kinh tế cao. Toàn thôn Lạc Câu hiện có 13 vườn mẫu. Tổng diện tích đất vườn còn lại của các hộ dân trên địa bàn thôn đã được trồng các loại cây do ngành nông nghiệp khuyến cáo, phù hợp với quy hoạch vùng sản xuất của địa phương để tăng thu nhập. Có áp dụng các tiến bộ kỹ thuật vào sản xuất, đảm bảo cảnh quan xanh sạch đẹp. Cùng với đó, 82% hộ gia đình trong thôn đã đầu tư xây dựng, cải tạo hàng rào, cổng ngõ để góp phần tạo nên diện mạo mới cho làng quê nông thôn. Mỗi người một hành động, mỗi gia đình trong thôn Lạc Câu đều tự giác, nỗ lực, quyết tâm thực hiện các nội dung xây dựng khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu. Sau khi có chủ trương với cấp trên thì là thôn Lạc Câu đó học nhân dân. Thứ nhất là coi như là hạt có hương ước quy ước và là triển khai nhân dân thực hiện đó là xây dựng nông mới kiểu mẫu á, thì người dân thấy sức khởi đầu thì ta là thiết thực là, của người dân mang muốn lột xô cho xây dựng nông thôn mới là đồng hoàn hơn, to được hơn. Một người được tham gia, thứ nhất là họ tham gia là cả hiến công hiến đất và lòng thương luôn cổng ngõ, và họ thường xuyên đó là dọn vệ sinh và nhắc nhở câu cá gia đình mình là đảm bảo là vệ sinh môi trường sinh hoạt. Bằng sự chung sức đồng lòng của chính quyền và nhân dân, đời sống vật chất và tinh thần của người dân trong thôn Lạc Câu được nâng lên. Công tác khuyến học khuyến tài cũng theo đó được quan tâm, không còn trẻ em bỏ học giữa chừng. Nhiều con em trong thôn đã đỗ đạt thành tài. Hệ thống chính trị và an ninh trật tự xã hội được đảm bảo, nhân dân có ý thức chấp hành nghiêm chỉnh pháp luật. Thì
thực hiện theo nghị quyết của Đảng ủy Hội đồng dân về xây dựng thôn Lạc Cao đạt khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu trong năm 2021. Thì trong thời gian qua thì ban chỉ đạo, ban quản lý đã chỉ đạo ban điện thôn cùng mặt trận các hội đoàn thể tập trung tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện hoàn thành 10 tiêu chí nông thôn mới kiểu mẫu đối với thôn Lạc Cao. Và trong thời gian qua thì xã, ban quản lý xã đã chỉ đạo các hội đoàn thể xây dựng, kiểm tra thực hiện các mô hình như vườn mẫu, đường hoa, rồi có các tiêu chí mà từ nay đến cuối năm bắt buộc phải thực hiện trước tháng 10 để rồi cho cuối năm 2021 và tỉnh huyện về công nhận là thôn Lạc Cao đạt khu dân cư nông thôn kiểu mẫu. Con sông Trường Giang, nơi chứng kiến biết bao thăng trầm của vùng đất này, sông vẫn cứ êm đềm hiền hòa song hành cùng đất và người nơi đây. Những ngôi nhà khang trang, những sân vận động thể thao rèn luyện sức khỏe, những con đường bê tông rộng mở sạch đẹp, trải những thảm hoa nối liền khu dân cư là những cánh đồng thẳng cánh cò bay, nhiều mô hình phát triển kinh tế. Đó là những hình ảnh đáng nhớ và tự hào của nông thôn Lạc Cao, khu dân cư đang trên đà xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu, miền quê mà ai đi xa cũng muốn trở về và níu chân những ai lần đầu đặt chân đến.